Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giuđa vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va quở trách bàn thờ mà nói rằng: hỡi bàn thờ, bàn thờ! Đức Giê-hô-va phán như vậy: một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là Giô-si-a. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người sông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng: này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng: hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thể co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng: xin hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước. Vua bèn nói cùng người của Đức Chúa Trời rằng: ngươi hãy về cung với ta đặng bổ sức lại, và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật. Người của Đức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng: dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, ngươi đi đường khác, chẳng trở lại đường người đã bắt đi đến Bê-tên. Vả có một tiên tri già ở tại Bê-tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng: người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giuđa đã noi đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng: hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa, rồi người lên cởi đi theo người của Đức Chúa Trời. Gặp người ngồi dưới gốc cây thông thì nói rằng: có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Giuđa đến chăng? Người đáp: ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng: hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng: tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng: ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng: hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về. Người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Giuđa đến mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về. Người liền đi. Dọc đường, người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thấy người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây.
có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên, thì đi đến trong thành của tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn, người biểu các con trai mình rằng hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi, gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên. Con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình, đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng, thương ôi, anh ôi. Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng, khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vân mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Jeroboam không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhân vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Chương 14. Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Silo, tại đó có tiên tri Ahia, là đấng đã nói trước về ta rằng, ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Silo và tới nhà Ahia. Vả Ahia không thấy được, bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahia nghe tiếng bước người thì nói rằng, hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc, đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chút lòng tốt đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Jehovah sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi.
Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, rút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tán lạc họ phía bên kia sông Cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả Israel đều than khóc nó theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ Ngài là Ahija đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm. Đoạn người ăn giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Juda cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Shishak vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Các công việc khác của Roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Vả, Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau luôn luôn. Roboam an giấc với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Abiyam, con trai người, kế vị người. Chương 15. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat thì Abiyam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Vả Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiyam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Abiyam và Jeroboam cũng đánh giặc nhau. Abiyam an giấc với tổ phụ mình và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20 đời vua Jeroboam là vua Israel thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Maaka bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xết-rôn.
song người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Giu-đa và Ba-ê-sa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-ê-sa, vua Israel đi lên đánh Giu-đa, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Giu-đa không ra vào nơi Asa, vua Giu-đa được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến Ben-Hadad, con trai Táp-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Syri ở Đa-mách mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-ê-sa, vua Israel, để hắn gian xa ta." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben-Bet-Maka và cả xứ Kinneroth với xứ Nephtali. Ba-ê-sa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại Tiệt-sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Giu-đa, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-ê-sa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Gê-ba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của người, mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua Giu-đa. Khi người đã già rồi thì đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành David tổ tiên người. Giô-sa-phát, con trai người, kế vị người. Năm thứ hai đời Asa, vua Giu-đa, Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba-ê-sa, con trai Ahiya về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon vốn thuộc về dân Philippines thì Ba-ê-sa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ ba đời Asa, vua Giu-đa, mà Ba-ê-sa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua thì giết hết thảy người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai, đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahiya, kẻ tôi tớ ngài ở Silo mà phán ra. Ấy vì cớ tội lỗi của Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Và Asa vua Giu-đa và Ba-ê-sa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Giu-đa thì Ba-ê-sa con trai Ahiya lên làm vua cả Israel. Người ở tại Tiệt-sa và cai trị 24 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Thi Thiên 114. Khi Israel ra khỏi Ai Cập, nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ, thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài và Israel thành nước Ngài. Biển thấy sự ấy bèn chạy trốn, sông Giô-đan chảy trở lại sau. Núi nhảy như chiên đực, nổng nhảy khác nào chiên con. Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đan, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau? Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nổng, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là đấng biến hòn đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Chương 5.
Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. Gái đồng trinh của Israel đã ngã xuống sẽ không dậy nữa. Nó đã bị ném bỏ trên đất nó mà không ai đỡ dậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thành nào ra 1,000 quân chỉ còn có 100. Thành nào dấy lên 100 người chỉ còn có 10 người trong nhà Israel sót lại. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Israel như vậy: hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Bê-e-sê-ba. Vì Ginh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép ở Bê-tên, không ai có thể tắt được. Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu và ném sự công bình xuống đất. Hãy tìm đấng đã dựng nên những sao rua và sao cài. Đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất. Danh Ngài là Giê-hô-va. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu. Các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. Bởi đó cho nên, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy: trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: hỡi ôi, hỡi ôi. Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu và những kẻ giỏi than vang đến kêu khóc. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. Ví như một người tránh khỏi sư tử lại gặp con gấu, hay là như kẻ vào trong nhà dựa tay trên vách bị rắn cắn nhầm. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng và mù mịt, không chói lói hay sao? Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng vào những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Ta hãy làm cho sự chính trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi há chẳng từng dâng hy sinh và của lễ chay cho ta trong 40 năm nơi đồng vắng sao? Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa Mách. Đức Giê-hô-va phán vậy. Danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Chương 6. Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Sa-ma-ri. Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Israel về cùng.
Vậy hãy qua Cana và hãy xem. Hãy đi từ đó đến thành Hamat lớn, đoạn xuống thành gác của người Philistine. Những thành ấy há tốt hơn những nước này sao? Bờ cõi chúng nó há lớn hơn bờ cõi các ngươi sao? Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế dài mình, ăn những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. Thật, các ngươi hát bài bậy bạ, họa theo đàn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua David. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quý sức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Joseph. Vậy nên, chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhất trong những kẻ bị bắt, và bây giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Chúa Giê-hô-va đã chỉ mình mà thề rằng: Ta gớm ghét sự kiêu ngạo của Gia-cốp và ghét cung đền nó. Vậy nên ta sẽ phó thành này cùng những vật chứa ở trong. Nếu trong một nhà còn lại 10 người thì chúng nó cũng sẽ chết hết. Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà. Người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: Còn có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai hết. Bây giờ người bà con nói rằng: Hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va truyền lệnh: Này, nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. Người ta há cho ngựa chạy trên vần đá sao? Người ta há đem bò cày tại đó. Nhưng các ngươi đã đổi sự chính trực làm cay đắng và đổi trái công bình ra ngải cứu. Các ngươi ưa thích sự hư không và nói rằng: Há chẳng phải nhờ sức mạnh chúng ta mà chúng ta đã được sừng sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: Này hỡi nhà Israel, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi từ lối vào Hamat cho đến khe Araba. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.